Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Cách đây vài hôm thì chúng tôi có làm một chương trình chống ồn xe hơi. Chúng tôi đã mang một chiếc xe hơi có khả năng cách âm không được tốt lắm và đem đi dán tất cả các loại vật liệu chống ồn cao cấp với gói là 32 triệu đồng. Và kết quả là chỉ số độ ồn của chiếc xe này giảm khoảng 2,5 decibel ở tốc độ 100 cây số một giờ. Qua chương trình thì rất nhiều quý vị bình luận rằng bỏ ra hơn 30 triệu mà giảm được có 2,5 decibel thì như vậy là không bõ và phí tiền. Vậy thì giữa những chiếc xe mà có khả năng cách âm tốt với những chiếc xe mà có khả năng cách âm không được tốt lắm, nó có khoảng cách là bao nhiêu? Và 2,5 decibel thực sự là nhiều hay ít? Chúng ta cùng nhau trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ, trước khi đi vào nội dung chi tiết của chương trình, chúng ta cùng nhau nhìn lại thông số độ ồn mà chúng tôi đo được bằng chiếc máy đo độ ồn này, được sản xuất tại châu Âu ở tốc độ 100 cây số một giờ trên một số dòng xe. Đầu tiên là mẫu Kia K3, ở tốc độ 100 cây số một giờ chỉ số độ ồn khoảng 68 decibel. Honda Civic phiên bản G khoảng 67 decibel. Toyota Camry khoảng 65 decibel. Ford Ranger khoảng 62 decibel. Và chiếc xe có khả năng cách âm tốt nhất trên thị trường trong dòng xe phổ thông là Ford Everest, ở tốc độ 100 cây số một giờ khoảng 60 decibel. Từ thông số độ ồn của một số dòng xe phổ thông mà chúng tôi vừa mới dẫn chứng, dòng xe phổ thông thì xin được chú thích rằng chúng tôi tạm thời lấy những dòng xe mà có mức giá tiền khoảng 1,5 tỷ trở xuống. Chúng ta có thể thấy rằng giữa một chiếc xe mà có khả năng cách âm cực kỳ tốt, ví dụ như là Ford Everest, ngồi trong chiếc xe Ford Everest ở tốc độ 100 cây số một giờ, độ ồn chỉ tương đương với nhiều dòng xe khác ở tốc độ 50 cây số một giờ. Thậm chí đôi khi chúng ta có cảm giác là ngồi ở ghế đầu, chúng ta chỉ cần nói thầm một câu gì đó thì hàng ghế thứ ba cũng có thể nghe thấy. Và thông số về độ ồn giữa một chiếc xe rất yên tĩnh như vậy với một chiếc xe được đánh giá là khá ồn ào, nó chỉ chênh lệch khoảng 8 đến 9 decibel. 8 đến 9 decibel thôi, nhưng mà cảm giác nó là sự khác nhau một trời một vực. Và bây giờ, để quý vị có thể có thêm một cái dẫn chứng nữa, thì chúng tôi xin chia sẻ quá trình đo độ ồn trên một chiếc máy bay A320 mà chúng tôi đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Ở tốc độ khoảng 800 cây số một giờ, độ cao lý tưởng, tức là độ cao đã ổn định, tốc độ tới khoảng 800 cây số một giờ, chỉ số độ ồn trên máy bay đo được là khoảng 78 decibel. Mặc dù chỉ cao hơn so với một chiếc xe ồn ào khoảng 10 decibel thôi, nhưng mà chúng ta có cảm giác độ ồn trên chiếc máy bay có thể phải gấp đôi so với một chiếc xe ô tô. Vậy bản chất của độ ồn là gì? Nó có gì đặc biệt so với các loại thông số khác? Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát một cái thí nghiệm sau đây. Bây giờ tôi sẽ đóng cửa xe lại. Hiện tại thì chúng tôi đang đứng trong một cái không gian rất là yên tĩnh. Tôi sẽ đóng cửa xe lại xem là trong một không gian rất yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào, thì độ ồn sẽ là bao nhiêu. Rồi bây giờ thì trong không gian khoang xe của chúng tôi vô cùng yên tĩnh. Đây là một cái con đường cụt rất vắng vẻ, không có người qua lại, không có bất kỳ một phương tiện gì qua lại. Bên ngoài thì gió rất nhẹ, gió rất nhẹ. Bây giờ xe của tôi chưa hề nổ máy, không có một tiếng động gì hết. Tôi sẽ thử bật máy đo độ ồn xem bây giờ nó là bao nhiêu decibel. Khoảng 29 decibel. Và quý vị có thể thấy là cái máy đo độ ồn nó có thể dao động tùy theo cái tiếng thở của tôi. Bây giờ tôi có thể thở mạnh hơn một chút xem thế nào. Đó, chỉ cần thở mạnh hơn một chút là nó có thể biến động khoảng nửa decibel. Và bây giờ, liệu độ ồn nó sẽ là bao nhiêu khi mà tôi khởi động máy? Tôi sẽ tắt toàn bộ điều hòa, coi như là chỉ có tiếng máy thôi. Khi chỉ có tiếng máy, chưa bật điều hòa thì là khoảng 40 decibel. Bây giờ tôi sẽ bật điều hòa, mức gió 1. Tăng lên gió mức 3. Đó, chỉ việc tăng lên gió mức 3 thôi, mà từ khi mà gió mức 1 đến mức gió mức 3 là một khoảng cách mà chúng ta có thể cảm nhận được rất rõ. Tôi sẽ thử mức gió tối đa.
xe rất ồn ào và chỉ số độ ồn lên đến khoảng 60 decibel. Đó là một cái sự khác biệt rất lớn và máy đo độ ồn có thể cảm nhận được. Từ lúc là 40 decibel lên mức khoảng 60 decibel có nghĩa là tăng lên tới khoảng 20 decibel từ khi mà không bật quạt gió đến khi bật quạt gió mức mắc, mức tối đa. Vậy thì từ những con số vừa rồi, chúng ta có thể đúc kết được gì về chỉ số độ ồn? Thì vấn đề đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là chỉ số độ ồn là một đại lượng đặc biệt, chứ nó không phải là một đại lượng thông thường. Ngay cả khi trong không gian vô cùng yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh mà chúng ta không thể nghe được một tiếng động gì, thì chỉ số độ ồn đã là khoảng 30 decibel rồi. Trong khi đó, một số quý vị có thể hiểu rằng ở một không gian vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động gì, thì độ ồn là 0 decibel, như vậy là không đúng. Yếu tố tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó chính là về sự khác biệt. Giả sử có hai chiếc xe, một xe A và một xe B, độ chênh lệch về độ ồn mà chúng tôi đo được là khoảng 1 decibel ở tốc độ 100 km một giờ. Chúng ta có thể không cảm nhận được một cái sự khác biệt rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ cần một cái sự khác biệt lên đến khoảng 2 decibel là chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, nó rất rõ rệt. Và chỉ cần lên đến khoảng 3 hoặc 4 decibel thôi thì chúng ta sẽ cảm thấy một sự khác biệt vô cùng lớn. Và yếu tố tiếp theo đó chính là sự khác biệt về mặt cảm nhận. Khi mà quan sát các video trên tiếp ca, quý vị có thể thấy là một số dòng xe sang lại có cái chỉ số độ ồn tương đương với một số dòng xe phổ thông. Ví dụ như là chiếc xe Mercedes-Benz GLC có chỉ số độ ồn là khoảng 64 đến 65 decibel. Trong khi đó, chiếc xe Hyundai Creta cũng có chỉ số độ ồn tương tự như vậy. Vậy thì nó có cái sự khác biệt gì không? Chúng tôi khẳng định là có sự khác biệt. Nghĩa là chiếc máy này chỉ có thể đo được cái chỉ số độ ồn ở mức trung bình. Còn trên một chiếc xe sang, chúng ta có thể cảm nhận được một cái sự khác biệt tương đối rõ rệt là ở chỗ nó có thể lọc được những cái tạp âm từ môi trường rất tốt. Thậm chí là có những âm thanh khi mà chúng ta di chuyển trên đường, tai của chúng ta có thể nghe thấy những cái âm thanh rất nhỏ, những cái tiếng rội rất nhỏ, nhưng mà đôi khi máy đo độ ồn không thể cảm nhận được và không cho chỉ số. Chính vì vậy mà tất cả những thông số mà chúng tôi đo đạc chỉ mang tính chất tương đối và tham khảo mà thôi. Vậy thì một chiếc xe ô tô có cái chỉ số độ ồn trung bình như thế nào thì được đánh giá là tốt? Thì sau nhiều năm đánh giá xe và cũng sau rất nhiều chương trình đo đạc thông số độ ồn, chúng tôi tạm thời đúc kết ra như sau. Từ 64 decibel trở xuống ở tốc độ 100 km một giờ được coi là cách âm xuất sắc. Từ khoảng 65 đến 66 decibel được coi là cách âm tốt. Từ khoảng 66 đến 68 decibel được coi là khả năng cách âm ở mức khá. Từ khoảng 69 đến 70 decibel được coi là khả năng cách âm trung bình. Và một chiếc xe ở tốc độ 100 km một giờ mà có chỉ số độ ồn trên 70 decibel được coi là khả năng cách âm không được như mong đợi. Và một lần nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả những thông số mà chúng tôi cung cấp trong các chương trình đánh giá xe chỉ mang tính chất tương đối và ở thời điểm hiện tại. Rất có thể trong tương lai, những mẫu xe hiện đại hơn, đặc biệt là dòng xe điện ra mắt, nó có thể yên tĩnh hơn, thì cái mức độ đánh giá, các chỉ số đánh giá hay là những tiêu chuẩn đánh giá có thể sẽ lại thay đổi. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau bàn luận về vấn đề độ ồn trên một chiếc xe ô tô. Đến đây thì chúng tôi chia sẻ rằng độ ồn không phải là yếu tố duy nhất mà chúng ta cân nhắc đặt lên bàn cân trong quá trình lựa chọn một chiếc xe. Bởi vì để đánh giá một chiếc xe thì còn có rất nhiều khía cạnh khác. Ví dụ như là chiếc xe này khả năng cách âm rất tốt, nhưng mà ở một số khía cạnh khác, ví dụ như là động cơ không thật sự mạnh mẽ, hệ thống khung gầm cũng không thật sự đầm chắc và công nghệ an toàn cũng không phải là quá dồi dào. Nhưng mà cũng trong phân khúc này, một mẫu xe khác, ví dụ như là Honda HR-V, nó ồn ào hơn một chút, nhưng mà các khía cạnh khác thì lại rất thú vị. Đến đây thì chúng ta có thể kết luận rằng không có chiếc xe nào là hoàn hảo, mà chỉ có chiếc xe phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Và đôi khi chúng ta lựa chọn một chiếc xe không phải là vì khả năng cách âm, mà vì một số khía cạnh khác, và chúng ta cần phải chấp nhận một cái khía cạnh nào đó để được những cái mặt còn lại. Và dĩ nhiên, tất cả những chia sẻ trên đây mới chỉ là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về vấn đề này, về chương trình ngày hôm nay? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.